Sáng 17 tháng 9, lực lượng chức năng huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang giải quyết hiện trường vụ xe khách giường nằm tông vào đuôi xe container dựng trên đường, khiến ít nhất 5 hành khách bị thương nặng. Theo đó, sáng cùng ngày, xe khách giường nằm của nhà xe Đồng Phước chạy trên quốc lộ 22 theo hướng đi từ thành phố Hồ Chí Minh về Tây Ninh. Khi vừa qua cầu An Hạ khoảng 500m thì bất ngờ tông thẳng vào đuôi xe container đang dừng trên làn ô tô sát giải phân cách do gặp sự cố. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe khách có khoảng 20 người và ít nhất 5 người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Tại hiện trường, đầu xe khách vỡ nát, biến dạng nặng, dính vào đuôi xe container. Do ảnh hưởng từ vụ tai nạn khiến giao thông trên quốc lộ 22 ùn tắc nghiêm trọng. Trước đó, vào tối 16 tháng 9, ô tô loại 7 chỗ lưu thông tại khu vực đập tràn Tà Rua, xã Suối Nho, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, trong lúc trời mưa to, đã bị nước cuốn trôi xuống suối Tà Rua. Lúc này, người dân nghe tiếng kêu cứu đã vội chạy đến giúp đỡ. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng sở tại cùng các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt giải cứu tài xế ô tô, đưa người này vào bệnh viện Long Khánh để cấp cứu. Theo phản ánh của người dân, vào mùa mưa, giao thông ở khu vực đập tràn Tà Rua thường xuyên bị chia cắt bởi nước ngập và chảy xiết. Nơi này đã xảy ra nhiều trường hợp người dân đi qua bị nước cuốn trôi cả người và xe.